Thưa quý vị, thay vì xây dựng ở vị trí hiện đại và được cho là ảnh hưởng đến vùng bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm, vị trí xây dựng ga ngầm C9 tuyến Metro số 2 Hà Nội vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất di rời ra khỏi phạm vi trên. Cụ thể, ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn về việc thống nhất phương án quy hoạch tổng mặt bằng ga C9 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, giai đoạn 1. Trên cơ sở lấy ý kiến của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất phương án 1 để làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Metro số 2, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định và đẩy nhanh nhất tiến độ dự án đầu tư. Phương án 1 sẽ điều chỉnh thiết kế vi chỉnh cục bộ tổng mặt bằng ga ngầm C9 để không nằm vào vùng bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phương án trên đã được nghiên cứu điều chỉnh, đảm bảo về kỹ thuật, tính khả thi về kỹ thuật và công nghệ, tuân thủ pháp luật về di sản văn hóa, giải quyết được các kiến nghị của Ủy ban văn hóa, giáo dục của Quốc hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, kết cấu ga ngầm C9 và đoạn tuyến đưa ra khỏi vùng bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đình Ngọc Sơn. Hạn chế tối đa việc di rời cây xanh khi thi công nhà ga, đào hở, đảm bảo cảnh quan môi trường văn hóa và sinh thái khu vực di tích. Ga C9 được điều chỉnh thành ga xếp trồng 4 tầng, tuyến hầm phải điều chỉnh kết cấu từ đi song song đồng mức sang đi xếp trồng, dẫn đến giảm phạm vi ảnh hưởng và thu hẹp hành lang tuyến, hạn chế ảnh hưởng đến vùng bảo vệ 2 của di tích. Bố trí được lối lên xuống nhà ga hợp lý, không nằm trong vùng bảo vệ 2 của di tích, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cách xa tháp bút, điểm đầu của nhà ga cách tháp bút khoảng 97m và hình chiếu tuyến cách tháp bút khoảng 30m. Biện pháp thi công nhà ga đảm bảo không tạo ra rung chấn ảnh hưởng đến di tích. Tuyến đường sắt đô thị số 2 có điểm đầu tại khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Hàng giấy, Hàng đường, Hàng ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài và kết thúc trên phố Huế, ngã tư giao với đường Nguyễn Du. Theo phương án đã được phê duyệt, tuyến đường sắt dài 11,5 km, trong đó đoạn trên cao 2,6 km, đoạn ngầm gần 8,9 km, có 3 ga trên cao từ C1 đến C3 và 7 ga ngầm từ C4 đến C10. Tất cả các hạng mục tuyến, depot và các nhà ga đều đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng. Chỉ riêng có mặt bằng ga ngầm C9 đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm hiện tại vẫn chưa được thông qua.